Xin chào Mai Châu. Vâng ạ, chào đạt ạ. Và vị khách mời đặc biệt thứ hai, xin mời siêu mẫu Minh Nguyên. Xin chào Minh Nguyên, chị một cô gái rất là xinh đẹp. Xin chào tất cả mọi người, Minh Nguyên rất vui khi được có mặt tham gia chương trình ngày hôm nay ca chị Mai Châu của anh Đạt. Vâng ạ, dạ ngày hôm nay thì chị sẽ muốn giới thiệu với Minh Nguyên và Sơn Đạt một chủ đề rất là đặc biệt của đúng nhân dịp Trung Thu luôn, đấy là mọi người đã biết chủ đề là gì chưa? Chị có thể bật mí một tí được không? Chủ đề ngày hôm nay rất là thú vị, đó là vui Trung Thu dùng bao cao su. Khi mà chị đưa lên cái ý tưởng thực hiện cái chủ đề này ấy, chị phân vân mãi là khách mời mình nên chọn ai, bởi vì là có thể là khi mà đưa ra chủ đề là sử dụng bao cao su thì nó sẽ hơi tế nhị một chút, sẽ khiến cho mọi người hơi ngại. Nhưng mà trong thời gian gần đây có rất nhiều người đã bị lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, hoặc là họ không có thai ngoài ý muốn vì họ không sử dụng bao cao su trong khi họ quan hệ tình dục an toàn. Chính vì vậy nên là bên chương trình của chị cùng phòng khám của chị đã quyết định là thực hiện cái chủ đề này và đúng dịp như Trung Thu luôn. Và rất là may mắn vì được mời được Minh Quyên và Xuân Đạt đã nhận lời tham gia với chương trình. Và ngày hôm nay thì để mở đầu chương trình thì chị sẽ có một phần trò chơi rất là thú vị dành cho cả Đạt và Quyên. Thể lệ trò chơi như sau. Trên bàn của các bạn đang có 3 ô, đó là ABC. Sẽ có một vài câu hỏi thì chỉ có 2 đáp án thôi, nhưng một vài câu hỏi thì có tới 3 đáp án. Và các bạn hãy dơ đáp án nào mà các bạn lựa chọn, chỉ dơ đúng một đáp án thôi. Và sau khi chương trình, sau khi phần trò chơi kết thúc, bạn nào mà có cái phần trả lời, nhiều câu trả lời đúng nhất hoặc là nhiều câu trả lời chính xác nhất thì sẽ được nhận một phần quà của chương trình. Và tất cả các bạn theo dõi livestream buổi chiều ngày hôm nay thì cũng sẽ được nhận một phần quà tương tự luôn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi ạ. Sẵn sàng rồi nhé. Câu hỏi đầu tiên, các bạn chú ý lắng nghe nhé. Bao cao su đầu tiên được phát hiện làm bằng chất liệu gì? Đáp án A, làm bằng vỏ cao su. Đáp án B, làm bằng giấy lụa hoặc da động vật. Đáp án C, làm bằng ni lông. Các bạn có thể, các bạn có 3 giây. 3 giây để đưa ra đáp án của mình. 3, 2, 1. Đáp án B. Đáp án B là các bạn lựa chọn là bằng giấy lụa lanh và da động vật đúng không? Minh Quyên hay là Sơn Đạt có thể cho chị một lý do tại sao các bạn lại chọn đáp án ấy được không? Theo anh được biết thì ngày trước thì em có học về ngành công tác xã hội và em cũng có tìm hiểu qua về các loại bao cao su rồi. Thì em được biết là bao cao su đầu tiên được phát minh ra là được làm bằng da động vật, hoặc theo em nhớ thì là như thế. Đạt thì sao? Còn với Đạt thì Đạt nghĩ rằng là khi mà những cái gì mà nó là đầu tiên ấy, thường nó sẽ là những cái nó rất là thô sơ và nó rất là đơn giản, thì Đạt nghĩ rằng là cái chất liệu là từ da động vật hoặc là từ những cái bằng giấy lụa thì nó là những cái chất liệu thô sơ và có đầu tiên, thì Đạt nghĩ rằng là con người sẽ sử dụng để làm bao cao su đầu tiên. Thật ra cả ba đáp án mà Châu đưa ra ấy, đều là đáp án đúng trong tùy từng thời điểm. Có những thời điểm người ta sử dụng cái ni lông á, ni lông thì người ta sử dụng để thay vì bao cao su, bởi vì thời điểm đó họ chưa phát minh ra cái chất liệu bao cao su bằng mủ cao su. Có thời điểm thì người ta còn sử dụng vải là một chất liệu rất là khá là cứng, rất là khó và thường là sẽ bị làm giảm khoái cảm trong khi quan hệ tình dục, làm cho sự thăng hoa của hai người bị giảm đi. Và đến với câu hỏi đầu tiên thì xin chúc mừng cả hai bạn vì hai bạn đều có đáp án đúng. Đây là một đều đúng không? Vâng, một đều. Với câu hỏi thứ hai, một chiếc bao cao su giữ được bao nhiêu ml nước? Đáp án A, 2 lít nước. Đáp án B, 4 lít nước. Và đáp án C, 6 lít nước.
3, 2, 1. Cả hai bạn đều chọn ra là C là 6 lít nước đúng không? Chị nghĩ rằng đáp án này là cả hai bạn chọn ngẫu nhiên hay là hai bạn có lý do nào để chọn đáp án này không? Em nghĩ rằng là bây giờ xã hội đang khá là phát triển rồi và những cái công nghệ nó đang phát triển cũng rất là mạnh nữa. Em nghĩ rằng bao cao su là có sự co giãn đàn hồi rất là lớn thì em sẽ nghĩ là em chọn đáp án nhiều nhất là 6 lít. Đạt cũng không biết chắc là sẽ được bao nhiêu lít nước, nhưng mà khi mà Đạt có xem ở trên TikTok ấy thì Đạt cũng có thấy rằng là họ cũng làm một số những cái thử nghiệm ấy, thì cái bao cao su nó có độ giãn nở rất là lớn, và Đạt nghĩ rằng là số 6 là số lớn nhất là phù hợp. Xin chúc mừng hai bạn bởi vì hai bạn có đáp án sai rồi. Thực ra là đáp án là 4 lít nước là chính xác nhất. Có một số loại bao cao su thì có thể đựng nhiều hơn, nhưng mà thông thường về mẫu số chung của tất cả các hãng bao cao su mà họ thiết kế thì chỉ đựng được khoảng 6 lít nước thôi. Nhưng mà 6 lít nước cũng là một cái số lượng nước khá là lớn để có thể đựng vừa chiếc bao cao su, làm cho bao cao su không bị thủng hay không bị rách được. Và hai bạn đã không được điểm trong câu trả lời này. Với câu hỏi số 3, năm 2003, công ty Sakaosu Quế Lâm đã cho ra đời chiếc bao cao su lớn nhất thế giới. Chiếc bao cao su này có chiều dài bao nhiêu mét? Đáp án A, 50 mét. Đáp án B, 100 mét. Và đáp án C, 1000 mét. Khoan, trước khi trả lời câu hỏi này, chị cho Đạt thắc mắc một chút được không? Cái chiều dài lớn nhất là giãn nở hay là để tự nhiên? Là chiều dài tự nhiên. Để tự nhiên đúng không? Chiều dài để tự nhiên. Là mình có chiều thể kéo căng đến. Không. Đấy là giãn. Chiếc bao cao su này là không phải là để kéo căng mà họ thực hiện hình dáng của nó. Mô hình của nó. Là bao đấy anh hỏi như thế được rồi. Các bạn hãy lưu ý là đây là một chiếc bao cao su lớn nhất thế giới nhá. Năm 2003. Vậy thì đọc Châu có thể bắt đầu. Đáp án A. Có cần Châu đọc lại kết quả không? Không cần, Châu có thể đưa thời gian luôn. 3, 2, 1, bắt đầu. À, đã có câu trả lời rất là khác nhau đúng không? Quyên là chọn đáp án là 50m, còn Đạt là chọn 100m đúng không? Tại sao hai bạn lại không chọn đáp án là 1000m? 1000m thì cao quá. Đạt nghĩ rằng là cái số liệu 100m là cái số liệu mà khá là lớn và nó có thể trưng bày được. Còn số liệu 1000 mét thì hơi quá lớn, còn số liệu 50 mét thì Đạt nghĩ rằng là nó lại chưa xứng đáng với cái danh hiệu là lớn nhất thế giới. Phần lý giải là rất là thông minh ấy, bởi vì thực ra đáp án của Đạt là đáp án chính xác. Nó dài 100 mét. Đấy. Vậy là Đạt đã chiến thắng Quyên 1 điểm đúng không? Vậy là 21. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Tỷ số đang là 2-1. Với câu hỏi số 4. Hy vọng rằng Quyên sẽ có thể giành được câu hỏi này nhé. Dùng bao cao su với chất bôi trơn hút dầu có an toàn hay không? Đáp án A có và đáp án B không an toàn. 3, 2, 1, bắt đầu. Đáp án A là có an toàn, đáp án B là không an toàn. Châu muốn hỏi Quyên, tại sao Quyên lại đưa ra đáp án đó? Bởi vì là em cũng dùng, bởi vì đấy là theo cá nhân quan điểm của em thôi, bởi vì là em cũng dùng những cái sản phẩm dưỡng da từ gốc dầu. Thì em nghĩ là nó hợp với da của mình, em nghĩ rằng khi dùng bao cao su thì nó sẽ giúp bôi trơn hơn. Đạt có thay đổi kết quả không? Câu trả lời không? Đạt sẽ không thay đổi. Thực ra cái câu trả lời Đạt không chắc chắn, nhưng mà nhiều khi mình chọn mình theo anh, mình chọn theo cái cảm tính của mình, chọn lý trí hay là chọn con tim đúng không? và rất là chúc mừng Đạt, bởi vì là lần lựa chọn theo lý trí hay theo con tim thì Đạt cũng đều đúng. Và câu trả lời là sử dụng bôi trơn bằng gốc dầu sẽ không tốt, và họ khuyến cáo là không nên dùng gốc dầu. Sử dụng gốc dầu thì sự phù hợp với trang điểm như con gái chúng mình ý, thì thường sử dụng rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên với bao cao su đó là chất liệu bằng chất liệu cao su, nên là khi mà kết hợp với gốc dầu ý, thì thường nó sẽ có nguy cơ nó sẽ bị thủng bao hoặc rách bao. Thì thường trên thị trường thì họ vẫn thiết kế cả loại gốc dầu và gốc nước. Tuy nhiên nếu mà để khuyến cáo của bác sĩ thì bác sĩ khuyên là nên sử dụng bôi trơn và gốc nước thì nó sẽ an toàn hơn. Và với câu hỏi này thì Đạt đã Đạt lại tiếp tục nâng tỷ số lên là 3-1 đúng không?
hỏi tiếp theo. Nếu vệ sinh cẩn thận, bao cao su có thể được sử dụng nhiều lần và an toàn, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. 3, 2, 1. Vẫn khác nhau. Ờ, vẫn khác nhau nhưng mà lần này thì chúc mừng Quyên vì là Quyên không trả lời đúng. Bởi vì là theo khuyến cáo là mỗi chiếc bao cao su chỉ được dùng một lần thôi, chứ không nên dùng lại nhiều lần. Nhưng mà nếu với cái kết quả này thì Đạt có thể đặt một câu hỏi với Châu được không? Ví dụ như là trường hợp mà đồng ý là khuyến cáo là sử dụng một lần, nhưng có những người ta sử dụng hai lần và họ cũng có những phương pháp vệ sinh, thì liệu khi cái lần sử dụng thứ hai, thứ ba đấy thì người ta còn có tác dụng không? Ờ, thật ra với cái khuyến cáo này thì hoàn toàn là bác sĩ họ sẽ khuyến cáo là không được sử dụng lại, bởi vì khi bao cao su mà khi mà chúng bóc ta ra không khí bóc rồi ra ngoài không khí, nó có thể nó bị ảnh hưởng bởi không khí, ảnh hưởng bởi môi trường, nên là chiếc bao cao su khi đã được dùng một lần rồi thì nó bị cái độ co giãn nó không còn được như ban đầu nữa, và nó sẽ không đảm bảo được là cái quá trình nó đảm bảo cho việc bảo vệ sức khỏe của cả hai người. Chính vì vậy nên họ khuyến cáo là tất cả các bao cao su chỉ được dùng một lần duy nhất thôi. Và với câu trả lời này thì chúc mừng Minh Quyên đã có một câu trả lời đúng, và Minh Quyên là được 2 điểm và Đạt được 3 điểm, đúng không? Tỷ số đang là 2-3. Với câu hỏi số 6, thì Châu đang cảm giác là có vẻ là hơi thiên vị với Đạt. Đó là cất giữ bao cao su trong ví có tốt không? Con trai đa số Châu thấy là con trai hay để bao cao su trong ví. Các bạn hãy nghĩ thử xem là nếu mà tốt thì vì sao, mà nếu mà không tốt thì vì sao nhá. 3, 2, 1. B là không. B là không tốt. Không tốt. Còn Đạt nghĩ là tốt đúng không? Đạt lý giải gì về câu trả lời này? Thực ra là để trong ví dùng từ là tốt thì nó cũng không hẳn là tốt, nhưng mà Đạt, nếu mà nghiêng về phương án B là không tốt thì Đạt nghĩ nó cũng không có ảnh hưởng gì để mà làm cho bao cao su bị sao hết, nên Đạt quyết định chọn phương án A. Thầy Quyên, tại sao con em thì em nghĩ rằng là khi để bao cao su ở trong ví, mà ví là một là để ở trước hay ở sau, mình sẽ phải đứng lên ngồi xuống nhiều, nó tạo độ ma sát nhiều, độ nóng, độ ấm, và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bao cao su ở bên trong. Em nghĩ rằng bao cao su nên để nơi thoáng mát. Thực ra khi mà chị mời Quyên thì chị không nghĩ là Quyên phải biết cái câu hỏi gì đâu. Và câu trả lời của Quyên rất là chính xác và gần như là đúng hoàn toàn với cái câu trả lời ở trên tờ giấy không ai chấm. Và xin chúc mừng Quyên đó. Giải được tỷ số. Sai bằng tỷ số. Vậy giờ còn mấy câu hỏi nữa nhờ Châu nhỉ? Và chúng ta còn khoảng tầm 5 câu nữa. Câu hỏi tiếp theo. Bao cao su có hạn sử dụng không? Đáp án A có. Đáp án B không. 3, 2, 1, bắt đầu. Đáp án A có hạn sử dụng đúng không? Đáp án hai bạn cùng đồng lòng nhé. Và xin chúc mừng cả hai bạn đều giành được điểm với câu trả lời này. Tất cả các bao cao su đều có hạn sử dụng và đều có một hạn sử dụng nhất định. Chính vì vậy nên là khi chúng ta sử dụng bao cao su, chúng ta phải rất lưu ý là cái hạn sử dụng của nó. Bởi vì là khi mà quá cái hạn sử dụng rồi thì cái bao cao su nó sẽ không còn đảm bảo được như ban đầu nữa. Và xin chúc mừng cả hai bạn đang được hòa với tỷ số là 4 đều đúng không? Câu hỏi tiếp theo. Một loại bao cao su có thể vừa được tất cả các kích cỡ của cậu nhỏ, đúng hay sai? A là đúng và B là sai. 3, 2, 1. Hai bạn cùng lựa chọn B. Theo Quyên thì sao Quyên chọn đáp án B? Bởi vì bao cao su sản xuất ra cũng là có size to, size nhỏ mà. Và em thấy các bạn em ở trên thị trường cũng thấy là các bạn sẽ chọn theo size đấy. Có nhiều người sẽ không vừa với size này, nhiều người không vừa với size kia. Thì em sẽ nghĩ là B, bao cao su có size. Đạt thì sao? Đạt cũng đã từng thấy có bạn của Đạt chia sẻ là cảm thấy khó chịu khi mà sử dụng chọn nhầm bao cao su không đúng size của mình. Nên là Đạt nghĩ rằng là sẽ có sai cho từng người một. Rất là chính xác. Và một minh chứng để cho cả hai bạn đó là chỉ trên bàn của Mai Châu thì đang có bao cao su của nhà tài trợ Durex. Và bao cao su này thì đang có kích cỡ là kích cỡ lớn,
so với người châu Á. Và thường thông thường bao cao su thì nó có rất nhiều size khác nhau, có size của người châu Á và có size của người châu Âu. Chính vì vậy nên là khi mà mình chọn thì mình nên chọn những cái size cho nó phù hợp với bản thân thì sẽ không bị lỏng quá hoặc là không bị chặt quá. Và xin chúc mừng cả hai bạn với tỷ số 5 đều. Rất là gay cấn luôn, bắt đầu từ bây giờ anh nghĩ rằng là ai mà sai là sẽ thua đó. Rất là cố gắng. Bao cao su ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đúng hay sai? A là đúng, B là sai. 3, 2, 1, bắt đầu. Cả hai bạn đều chọn là đúng, đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng cả hai bạn đã có câu trả lời hoàn toàn đúng. Bao cao su có thể bảo vệ được các bệnh lây truyền qua đường tình dục và có thai ngoài ý muốn. Thực ra là đặt nghĩa là câu hỏi là một câu hỏi mà chương trình muốn là nhắc lại cho tất cả mọi người. Vì Đạt nhớ rằng là khi mà Đạt từ ngày mà mình còn đi học cấp 2 hoặc cấp 3 mình đã nắm được cái nội dung của câu trả lời này rồi. Có nghĩa là mình đã biết rằng là cái tác dụng của bao cao su là ngăn ngừa là có thai ngoài ý muốn này rồi mà những bệnh truyền nhiễm. Đúng rồi. Châu nhớ ngày xưa nhá, khi mà thời điểm mà Châu có thể thợ Châu tầm còn học cấp 2, cấp 3 ấy, có một cái câu chuyện ở trên mạng đó là người ta kể về một người dân tộc, họ khi họ sử dụng bao cao su họ cảm giác bị khó chịu thì họ lấy cái kéo cắt cái đầu đấy ra. Và cái câu chuyện đó thì ban đầu Châu nghĩ bảo là tại sao lại lạ thế, sao lại họ lại nghĩ như thế để họ cắt ra. Nhưng bởi vì là tùy từng vùng miền, tùy từng địa điểm, có những nơi họ chưa bao giờ họ được tiếp cận đến những cái bao cao su, thậm chí họ cũng chỉ biết bao cao su thì chỉ một loại thôi chứ họ không biết là có rất nhiều chủng loại, rất nhiều mùi hương và rất nhiều các kích thước khác nhau đó. Chính vì vậy nên là Châu mới thấy là hóa ra là có những cái kiến thức mà chúng ta đã biết từ lâu ấy, nhưng mà nó mới cũ với mình nhưng lại là mới với người khác. Và chính vì cái buổi live stream đó như ngày hôm nay thì mình lại có những cái chia sẻ rất là bổ ích đến cho tất cả các bạn theo dõi live stream. Và với câu trả lời đó thì xin chúc mừng cả Quyên và Đạt đã giành được thêm 6 đều. Ô, câu này cảm giác là có vẻ được dành cho Quyên. Có bao cao su dành cho nước hay không? A là đúng, B là sai. 3, 2, 1, bắt đầu. Thực ra Đạt đã từng đọc qua một cái tài liệu và thấy họ có sản xuất bao cao su cho nữ, bởi vì nhiều khi ấy, nam giới họ không sử dụng thì chính những người nữ giới là những người phải chủ động sử dụng những cái phương pháp đấy. Nhưng mà thực ra thì Đạt thấy rằng là cái phương pháp mà sử dụng bao cao su cho nữ này nó không cảm giác như là nó chưa được hiệu quả bằng việc bao cao su cho nam, và nó chưa được phổ biến lắm. Nhưng mà Đạt nghĩ rằng là các phương án của Đạt sẽ là đúng. Đúng rồi. Theo như Châu được biết thì thường là bao cao su nó sẽ có hai loại luôn. Đó là đáp án, và có cả bao cao su dành cho nữ và dành cho nam. Nhưng mà thông thường bao cao su dành cho nữ nó ít phổ biến hơn, bởi vì là thường mọi người hay giống như ngày xưa chúng ta cũng có một cái định kiến là thường là người con trai là người chủ động và người con gái là người bị động. Chính vì vậy nên là thường là người con trai họ luôn chủ động, họ mua bao cao su để bảo vệ bản thân mình, nên là thường con gái họ ít để ý đến cái điều đó. Họ thường họ chỉ nghĩ là nếu mà không hay hai người yêu nhau mà có quan hệ ấy, mà không an toàn thì thường là họ sẽ nghĩ đến việc là họ uống thuốc tránh thai thôi, chứ họ sẽ không nghĩ là có thể bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Chính vì vậy nên là họ ít khi họ nghĩ đến là sẽ có một loại bao cao su nữ. Nhưng mà rất là vui bởi vì là Quyên đã biết được cái thông tin là có loại bao cao su nữ, bởi vì là cũng không có nhiều người biết được cái thông tin này đâu. Và với câu trả lời thì xin chúc mừng cả hai bạn có được cái tỷ số là 7 đều. Trước khi hỏi câu hỏi này thì Mai Châu có chúng ta có lên giao lưu với cả khán giả một chút không, bởi vì là khán giả có khi cũng đang thắc mắc xem là có cái thắc mắc gì đấy hoặc là có những câu hỏi gì đấy thì sao? Vâng, chắc chắn là khán giả đang xem chơi tim, là các bạn khán giả đang xem live stream này ấy, thì mỗi một bạn cũng sẽ comment những cái đáp án của mình để xem là có trùng khớp với đáp án của cả hai bạn hay không, hay là trùng khớp với đáp án của chương trình hay không. Và ngày hôm nay thì một lát nữa thôi thì Châu sẽ tổng hợp lại tất cả những cái đáp án
mà các bạn comment, bạn nào mà có nhiều đáp án đúng nhất thì sẽ nhận được một phần quà của nhà tài trợ Bluedex, là một bộ sản phẩm bao cao su với chất bôi trơn. Và ngoài ra thì với bạn nào mà trả lời may mắn thì sẽ được nhận thêm một cặp ghế xem phim CLV vào buổi tối nay nữa. Và đàn nghĩa thằng có thêm một cái trò chơi đấy giữa anh với Quyên đi. Có nghĩa là ví dụ ở trong cái lượt xem này sẽ có fan của Quyên này, fan của anh đúng không? Mọi người bình chọn cho ai, mọi ai người, sẽ là người đúng thảo. Rồi, ví dụ mà ai mà comment bình chọn dự đoán đi là siêu mẫu Quyên thắng hay là đạt thắng thì cũng sẽ nhận được phần thưởng gì thì liên hệ chị Mai Châu. Vâng, đúng rồi. Tôi nghĩ là cả hai bạn cũng thua mất. Với chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi này có vẻ là hơi thiên vị với Đạt. Quyên đã biết từ về thuốc Prep chưa? Thuốc Prep là thuốc mà chị được ở trên chương trình này. Có lẽ là Quyên chưa biết đúng không? Thuốc Prep này là thuốc dự phòng về HIV. Và trong trường hợp là họ khuyến cáo là hai người ví dụ người yêu thì họ vợ chồng nên sử dụng. Trong trường hợp là nếu mà một người còn nặng mà có nghi ngờ họ bị nhiễm rồi, thì người ví dụ là người chồng bị rồi, người chồng nhiễm HIV rồi, thì người vợ nên sử dụng thuốc Prep để có thể bảo vệ bản thân mình, và khi mà sinh con thì hoàn toàn có thể sinh con được và vẫn có em bé bình thường, và em bé cũng không bị lây nhiễm. Đấy là cái đặc điểm đặc biệt của thuốc Prep này. Và câu hỏi này là thuốc Prep là thuốc dự phòng về HIV có phòng tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không? Đáp án A là có, đáp án B là không. Châu đọc lại câu hỏi được không? Bởi vì Đạt nghĩ rằng là Quyên sẽ cần phải nghe lần thứ hai đấy. Sẽ có Đạt đã biết từ Châu đã từng biết là Đạt biết đến cái thuốc Prep này rồi, nhưng có thể cái câu hỏi này chưa chắc Đạt đã biết đâu. Thuốc Prep là thuốc dự phòng về HIV có phòng tránh được bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không? Đáp án A là có và đáp án B là không. 3, 2, 1. Quyên nghĩ là có phòng tránh được đúng không? Nhưng mà em có thể giải thích một chút câu trả lời của mình không? Thật ra nếu mà nói là không thì cũng không chắc chắn, mà nếu mà có thì cũng không sai. Đấy, em bị phân vân giữa hai cái đấy. Nhưng em hy vọng là có nhiều hơn và sẽ có 1-2% rủi ro ở trong cái câu đấy. Là bởi vì là chắc chắn là kể cả bao cao su cũng không là 100% là an toàn 100% được. Nhưng em vẫn hướng về câu trả lời có nhiều hơn. Với Đạt, tại sao Đạt lại chọn là không? Bởi vì như Châu vừa nói là thuốc Prep là một trong những thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV, thì nó chỉ phòng tránh được cái virus HIV thôi, xâm nhập vào cơ thể thôi. Còn những cái bệnh có thể lây qua đường tình dục thì nó còn rất là nhiều. Và cái thuốc Prep này thì sẽ không có tác dụng ngăn chặn những cái bệnh đấy. Đạt nghĩ là đáp án của Quyên đúng hay Đạt nghĩ là đáp án của Đạt chính xác hơn? Lúc đầu thì Đạt cũng hơi muốn chọn phương án A, bởi vì là Đạt nghĩ rằng là có thể là một câu hỏi mẹo hay là gì đấy, nhưng mà bởi vì nó cũng có một chút hơi mẹo trong đấy, nhưng mà thôi Đạt sẽ chọn phương án B. Phương án B đúng không? Okay. Với câu hỏi này thì Châu xin chúc mừng Đạt là người có câu trả lời chính xác. Lý do mà Châu chúc mừng Đạt bởi vì thực ra câu trả lời của Quyên là khá đúng, nhưng tuy nhiên ở trong câu hỏi này cũng có một chữ đó cho nghe, đó là các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu chỉ đơn giản là Prep có dự phòng HIV hay không thì câu trả lời của Quyên là chính xác, nhưng mà vì là các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì nó lại có nhiều cái khác của cả nam và nữ, ví dụ như da mai, dù màu gái, viêm gan B, viêm gan C các thứ, thì thường thì đáp án đúng thì phải là đáp án B là đáp án của Đạt. Và xin chúc mừng Đạt đã là nâng tỷ số lên là 87. Vậy là những bạn nào đang bình chọn và đang dự đoán là Đạt là người chiến thắng thì sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng trong ngày hôm nay. Các bạn đã phải bình chọn cho Quyên. Câu hỏi cuối cùng của phần trò chơi ngày hôm nay, câu hỏi này Châu nghĩ là Đạt chưa chắc Đạt đã biết đâu. Có nhau bao nhiêu bước để sử dụng bao cao su một cách đúng cách? Đáp án A 4 bước, đáp án B 5 bước và đáp án C 6 bước.
Với câu hỏi này thì Mai Châu xin mời quý vị và các bạn đang theo dõi livestream có thể comment đáp án của mình, để một lát nữa thôi thì Châu sẽ công bố kết quả và bạn nào có câu trả lời chính xác nhất thì sẽ được nhận một phần quà vào buổi tối ngày hôm nay ạ. Cho là bước sử dụng bao cao su. Châu có thể bật mí một bước trong cái các bước an toàn. Bước nào quan trọng nhất? Châu có thể bật mí không? Thế thì Châu sẽ bật mí bước đầu tiên là lấy ra. Không, bước đầu tiên là kiểm tra hạn sử dụng. Đấy. Cái đấy chắc là không phải ai cũng biết đâu. Đúng rồi. Rồi, vậy là Mai Châu đã gợi ý cho anh em mình một cái đáp án, à một cách đâu dòng nhỏ, đúng rồi, một gợi ý nhỏ. Gợi ý nhỏ nhỏ. Bây giờ anh em sẽ phải đưa ra kết quả này. Đáp án A là 4, đáp án B là 5 và đáp án C là 6. Tỷ số đang là 8-7. Cho cái này cho thời gian dài hơn một chút được không? Không, Châu sẽ không cho các bạn quá nhiều thời gian đâu, bởi vì là khi các bạn đưa ra đáp án thì cũng một lát nữa thì các bạn mới biết được đáp án đó cơ, chứ cũng không biết được luôn đâu. Chị đếm đi. 3, 2, 1. Nguyên đáp nghĩ là 4, 4 bước. 4 bước đúng không? Đạt nghĩ là 6 bước đúng không? Để có thể trả lời cho câu hỏi của Châu ngày hôm nay thì Châu sẽ mời các bạn cùng theo dõi Châu xem hướng dẫn cách sử dụng bao cao su đúng cách. Và tất cả các bạn đã xem ở trên livestream cũng có thể nhìn chị Châu làm trực tiếp. Bây giờ đặt sẽ nhường cho Mai Châu ở vị trí trung tâm nhé. Không cần, Châu có thể đứng ở đây để Châu hướng dẫn cho các bạn. Bước số 1, đầu tiên chúng ta phải kiểm tra hạn sử dụng trong bao cao su. Thông thường trong một hộp bao cao su thì thường sẽ có khoảng tầm 3 cái. Và chúng ta phải rất là lưu ý ở trên này là có hạn sử dụng. Ví dụ như chiếc bao cao su này có hạn sử dụng vào cuối năm sau là 2021. Đầu tiên là chúng ta phải sử dụng. Đầu tiên chúng ta phải kiểm tra hạn sử dụng. Bước số 1. Bước số 2, chúng ta phải lấy tay đẩy bao cao su sang một bên. Để xía thôi. Không, đẩy ra thì khi chúng ta xé ra thì đúng sẽ rồi. Không bị anh không bị rách. Anh cũng nghĩ trong đầu là cái bước thứ hai là khi mà mình xé phải đúng cách. Bởi vì nếu mà em xé mạnh tay quá hoặc là xé nhanh quá thì nó sẽ ảnh hưởng. Và tuyệt đối chúng ta không được dùng kéo hay là chúng ta không được dùng dao dọc để xé. Khá là nhiều bạn Châu thấy các bạn thường hay đưa ra câu trả lời là các bạn hay dùng răng cắn ấy, nhưng mà không nên dùng răng bởi vì nó sẽ làm rách bao. Khi mà các bạn đẩy sang bao cao su sang một bên rồi. Vậy trường hợp ví dụ mà họ gặp khó khăn việc xé bằng tay thì phải làm thế nào? Thì họ có thể nhờ bạn tình hoặc là nhờ người yêu của mình xé hộ. Hai người dùng mà. Vì Châu không nghĩ là các bạn này dùng một mình đâu. Bước số 2 là chúng ta đẩy sang một bên. Rồi. Bước thứ 3 là chúng ta xé. Sau khi xé xong rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy chiếc bao cao su và các bạn nhìn thấy các bạn sẽ không phân biệt được là bên nào là trên và bên nào là dưới. Và chúng ta phải chú ý cái vòng ở ngoài, vòng này bao giờ nó cũng phải vào trong. Đây này. Các bạn theo dõi trên livestream thì có thể là sẽ theo dõi sẽ hơi khó hơn vì là quay hơi xa, nhưng các bạn sẽ có thể là search trên Google để xem một số hướng dẫn về cách sử dụng bao cao su đúng cách nhất. Thì các bạn sẽ nhìn theo hướng dẫn rất là đơn giản. Có nghĩa là khi mình đặt cái bao đầu khi mà bao cao su ở cái mình vừa lấy ra ấy, thì khi mà mình đặt mình bắt đầu sử dụng ấy, thì phải đưa được cái phần này, nó chùm dần xuống. Đúng, chứ nếu mà mình mà úp ngược lại thì nó sẽ không chùm được xuống mà mình sẽ loay hoay và sẽ dẫn đến trường hợp là bị rách hoặc là bị khó chịu đúng không? Đó, bước số 3 là chúng ta sẽ phải lấy tay bóp một đầu. Bóp vào đầu, Đạt có biết vì sao phải bóp không? Thực ra lúc mà Đạt chọn phương án C thì Đạt không nghĩ đến cái bước bóp vào cái đầu này. Bởi vì chúng ta phải bóp đầu này bởi vì nó sẽ làm dành cái không khí nó đẩy ra ngoài. Khi chúng ta đeo vào ấy, thì nó sẽ không bị phồng ra. Và chính cái lúc mà chúng ta bịt kín như này thì khi mà ví dụ là người con trai hoặc người đàn ông họ có xuất tinh ấy, thì cái tinh trùng nó sẽ đứt ở trong cái chỗ túm này. Và bước số 3 rồi. Bước số 4. Khi chúng ta đặt rồi thì chúng ta nhớ vẫn phải giữ cái túm đầu này vào. Chúng ta đẩy xuống.
Bây giờ là bước số mấy ạ? 4. Bước số 4 đúng không? Bước số 4 là đẩy xuống rồi đúng không? Là đẩy xuống rồi. Rồi sao? Xong bước số là các bạn đang nghĩ là các bạn bạn nào là người đã trả lời đúng? Em nghĩ là Đạt đúng. Em nghĩ là Đạt đúng đúng không? Tại sao em lại thay đổi câu trả lời của mình? Bởi vì còn bước kéo ra nữa. Đúng, chính rất chính xác. Chúng ta còn một bước nữa đó là bước kéo ra. Nhưng mà đây là mô hình thôi. Mô hình thì sẽ kéo ra sẽ hơi khó. Nhưng mà với thông thường ấy, thì người ta sẽ dùng giấy. Giấy ăn, Châu đang không có giấy ăn ở đây. Và thường người ta sẽ dùng giấy ăn để người ta kéo. Lý do là dùng giấy ăn ấy, thì nó sẽ tránh làm cái tinh trùng bên trong nó bị tràn ra ngoài. Và thứ hai là nó sẽ tránh được cái ví dụ là không may mà cái người vợ ấy, hoặc là người nhận ấy, họ mà có ví dụ họ bị một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục nào ấy, thì người con trai không bị chạm vào tay. Và bước số 3 là tháo ra, nghĩa là đây là Châu đang dùng mô hình, Châu kéo Châu từ dưới, còn bình thường mà đã dùng đúng cách thì phải cầm từ trên kéo ra. Không, chúng ta vẫn phải kéo từ đây. Bởi vì khi người con trai họ đã xuất tinh rồi thì thường nó sẽ mềm hơn và kéo và, sẽ và dễ hơn. Không được cầm đầu này kéo, bởi vì cầm đầu này kéo thì nhiều khi nó sẽ bị chảy ra ngoài và sẽ không an toàn cho cả hai. Và bước số 5 rồi. Và bước số 6 là chúng ta sẽ buộc vào. Đúng chính xác. Chúng ta sẽ buộc vào. Chúng ta sẽ buộc thắt nút và chúng ta bỏ vào thùng rác. Và với câu trả lời là 6 bước đó thì xin chúc mừng Đạt. Vậy là phương án C Đạt đã chọn là đúng. Là gồm 6 bước sử dụng bao cao su đúng cách. Và qua cái câu hỏi này thì Đạt cũng rất là cảm ơn Châu đã mang lại cho Đạt và Quyên và những khán giả đang theo dõi một cái hiểu thông tin mới, một cái thông tin rất là bổ ích mà Đạt nghĩ rằng là ai cũng cần biết. Và Châu sẽ theo dõi thử xem điện thoại là bây giờ là 17:54. Và với tất cả những cái câu trả lời trước khoảng thời gian này mà đáp án đúng thì sẽ đều được nhận quà. Nếu mà câu trả lời của các bạn nào mà sau khoảng thời gian này thì sẽ không được nhận quà nữa đâu ạ. Và với cách hướng dẫn sử dụng bao cao su an toàn thì cũng là phần cuối cùng của chương trình livestream ngày hôm nay rồi. Và thay mặt cho phòng khám cũng như thay mặt cho dự án tổ chức Pháp đã tài trợ cho chương trình này thì xin cảm ơn Quyên và cảm ơn Đạt, các bạn đã nhận lời tham gia buổi livestream này. Và hai bạn có lời nhắn nhủ nào với các quý vị khán giả đang theo dõi livestream không? À, thực sự ngày hôm nay thì khi được mời đến chương trình thì Quyên cũng không nghĩ rằng là chương trình này thực sự là bổ ích và hấp dẫn đối với bản thân Quyên. Em hy vọng rằng sau cái chương trình này và cái chương trình này sẽ được phát triển và lan rộng nhiều hơn nữa, bởi vì thực sự đây là những kiến thức bổ ích cho tất cả mọi người, cho từ những học sinh cấp 1 cũng nên biết, cấp 2 cũng nên biết, và những người lớn thì có khi nhiều người đến tận tuổi như em. Nếu hôm nay không có mặt ở đây thì sẽ không thể biết được những nhiều thông tin hữu ích từ chị Châu đưa ra như thế. Và hy vọng rằng chương trình sẽ ngày càng phát triển, lan tỏa rộng rãi hơn tất cả mọi người ạ. Với Đạt thì sao? Đạt đây là lần thứ 2 Đạt tham gia chương trình và Đạt thấy rằng là cũng giống như Quyên, rất hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần thứ 2 rồi mà Đạt vẫn cảm thấy bất ngờ và có rất là nhiều kiến thức. Vậy sau này khi mà Đạt không còn là khách mời của chương trình nữa thì Đạt cũng làm khán giả của chương trình. Đạt cũng sẽ làm khán giả của chương trình và hy vọng rằng là tất cả các bạn đang theo dõi chương trình cũng giống như Đạt là sẽ thường xuyên theo dõi những chương trình này và theo dõi chị Mai Châu để có những cái kiến thức bổ ích. Trong thời điểm tới thì hiện tại phòng khám đa khoa Bình Điền cũng sẽ có một số chương trình tiếp theo ở trong năm 2021. Và thay mặt cho phòng khám thì Mai Châu rất mong là sẽ được đồng hành cùng Minh Viên và đồng hành cùng với thầy giáo Đạt trong những giây tiếp theo. Và xin chúc hai bạn có một sức khỏe dồi dào để các bạn có thể truyền được năng lượng của bản thân mình đến với tất cả cộng đồng những người ở bên ngoài chưa có nhiều kiến thức về an toàn tình dục, an toàn trong quan hệ tình dục an toàn. Và xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào. Anh đi chụp máy em rồi. Chụp cái máy xem. Máy đẹp hơn. Nó là kia điện thoại trên đấy mà.